Chào mừng quý vị đến với kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, cổ nhân từng nói, miệng có thể thốt ra được những lời ngọc ngà đẹp đẽ, nhưng cũng có thể thốt ra được lời độc địa. Còn đạo Phật thì quan niệm, khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất của chúng sinh. Cho nên tu được cái miệng là tu hơn nửa đời người. Tu dưỡng khẩu đức chính là đem lại vận may cho mình. Khẩu đức quyết định vận mệnh tốt, con đường bước đi mới bằng phẳng, đạt được nhiều thành tựu. Thế nhưng rất nhiều người trong cuộc sống hàng ngày vẫn đang vô thức mắc phải khẩu nghiệp mà không hay. Muốn tạo phúc trừ nghiệp, hãy cẩn trọng với 6 lời nói sau đây. Thứ nhất, lời nói bộc trực. Chúng ta vẫn hay có câu lời nói đọi máu. Kỳ thực, lời nói có tính sát thương rất cao. Một lời nói có thể giết chết một con người, cũng có thể cứu sống một con người. Thế nhưng nhiều người cho rằng mình thẳng thắn bộc trực nên thoải mái nói lên suy nghĩ cảm nhận của mình mà không quan tâm đến người nghe sẽ cảm thấy như thế nào. Họ nói mà chưa kịp suy xét, vừa nhìn thấy đã thuận miệng nói ra, hoặc nói cho đã miệng mà không cần biết lời nói của mình có đang làm tổn thương đến ai hay không. Dạo trước, tôi có đến chơi nhà anh bạn cũ, thời gian lâu quá mới gặp. Cả hai tay bắt mặt mừng, anh vội chạy đi chợ mua bia, mồi để đãi khách. Mẹ anh từ dưới nhà đi lên, tôi mừng rỡ ôm vai bà. Bác có nhớ con không? Bà vẫn nhớ tôi, dù hàng chục năm mới gặp. Bà vui như thể con cái ở xa mới về. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của chúng tôi, bà nhắc lại, làm cho tôi thấy nao nao. Bà cũng đã ngoài 70, dáng gầy gò khắc khổ, mắt có mờ đi, nhưng trí nhớ thì vẫn tinh anh như xưa. Bà trông hai đứa cháu nội và phụ việc nhà cho con trai. Căn nhà sạch bong, ngăn nắp. Hai đứa cháu nội đang chơi đùa, vất đồ chơi tung tóe cả ra sàn nhà. Bà vừa hỏi chuyện tôi, vừa gom chúng vào chiếc sổ nhựa, bà tâm sự. Vợ chồng nó đi làm suốt cả ngày, chuyện cơ quan ấy mà. Hết nuôi tụi nó, giờ đến trông cháu, mệt lắm, nhưng cũng là niềm vui tuổi già. Nhìn bà, tôi thương và nhớ mẹ tôi quá. Đúng là phụ nữ ai cũng vậy, một đời tần tảo hy sinh cho con cháu, chẳng đòi hỏi gì cho mình. Anh bạn bày đồ nhậu lên xong, chúng tôi hàn huyên tâm sự. Mẹ anh vừa trông cháu vừa hóng chuyện với chúng tôi. Được mấy lon, anh cao giọng: nhà có mấy anh em, nhưng không ai chịu nuôi mẹ. Chỉ mình anh thương và có trách nhiệm nhất. Anh đón mẹ về nuôi từ khi vợ mới sinh con đầu lòng đến nay đấy. Anh kể công đủ thứ chuyện với giọng tự hào xen lẫn ta thán. Tôi nhìn qua bà, chẳng hề thấy bà trách lấy một câu. Từng tuổi này đáng ra phải được nghỉ ngơi. Đằng này, đợi bà vào trong cho cháu ngủ, tôi không kìm được và nói: tôi thuê ô xin gần 10 triệu một tháng, trả cả tháng 13, xem như người nhà mà phải lạy lục. Không dám trách họ một câu, nhưng chẳng ai làm được lâu. Có người làm mà vợ chồng đi làm về phải phụ đủ thứ việc nhà mới xong đó. Thế bạn trả công mẹ bao nhiêu một tháng mà bảo rằng nuôi bà? Anh nghe thế, cau có mặt, vẻ không vui, lẩn tránh qua chuyện khác. Còn tôi ra về mà mang theo nỗi buồn day dứt. Quý vị thân mến, với người ngoài, trước khi nói có thể bạn còn suy xét, cân nhắc thật kỹ vì sợ làm phật lòng họ. Nhưng đôi khi với người nhà, chúng ta lại trở nên dễ dãi hơn, thoải mái hơn vì cho rằng người nhà thì cần gì phải giữ ý. Nhưng kỳ thực, những lời nói bộc trực, nghĩ gì nói ấy sẽ làm tổn thương bất kỳ ai, kể cả người thân ruột thịt của bạn. Có người sẽ gục ngã bởi chính những lời nói vô tâm vô tình của bạn. Cho nên, đừng dùng những lời nói để sát thương người kia, bởi vết thương thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương do tinh thần để lại thì khó mà có thể xóa nhòa được. Thứ hai, cẩn trọng với lời nói hồ đồ. Người ta nói rằng lời nói gió bay, nhưng không phải bất cứ chuyện nào cũng như vậy. Lời đã nói ra có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả tính mạng.
Câu chuyện ngụ ngôn sau đây về chú lừa chăm chỉ làm việc nhưng lại bị giết hại sẽ cho chúng ta một bài học đắt giá. Một chú lừa sau một ngày cày bừa làm việc vất vả trở về nằm nghỉ, chú kiệt sức nằm thở nặng nề. Chó liền chạy tới hỏi thăm. Chú lừa đau khổ nói: "Ông bạn ơi, tôi thấy mệt mỏi quá, ngày mai tôi thật muốn nghỉ ngơi một hôm." Sau khi chó chào tạm biệt, ra về gặp mèo ở ngay góc đường, chó nói: "Này, tôi vừa đi thăm anh lừa đấy, anh ấy mệt quá rồi. Anh ấy nói rằng muốn được nghỉ ngơi một ngày. Cũng không thể trách được, ông chủ đã bắt anh ấy làm việc quá nặng." Mèo đi ra gặp dê và nói: "Anh lừa phàn nàn chủ nhân bắt anh ấy làm việc quá sức, anh ấy muốn nghỉ một hôm, ngày hôm sau không làm việc nữa." Dê lại kể lại với gà rằng: "Lừa không muốn làm cho chủ nhân nữa, anh ấy phàn nàn rằng mình phải làm quá nhiều công việc nặng nhọc, không biết chủ nhân khác có đối xử với lừa của mình tốt hơn chút nào không." Gà lại đi nói với lợn rằng: "Anh lừa không sẵn sàng làm việc cho chủ nhân, anh ấy muốn đi làm cho một gia đình khác. Thật là chủ nhân sao lại đối xử quá tệ với lừa của mình như vậy chứ? Bắt anh ấy làm việc quá nhiều, toàn công việc nặng nhọc và dơ bẩn, thậm chí là còn dùng roi đánh đập anh ấy tàn nhẫn nữa." Trước bữa tối, bà chủ cho lợn ăn. Lợn bước tới phía trước và thì thầm: "Thưa bà chủ, tôi muốn phản ánh đến bà một sự tình. Anh lừa dạo này có vấn đề trong suy nghĩ đấy, bà phải giáo dục anh ấy cẩn thận. Anh ấy không muốn làm việc cho chủ nhân nữa, anh ấy trách chủ nhân bắt anh ấy làm việc quá nặng nhọc, quá dơ bẩn, quá mệt mỏi. Anh ấy còn nói là anh ấy muốn rời khỏi chủ nhân và đến một nhà khác để ở." Sau khi nhận được báo cáo từ lợn, bà chủ liền kể lại với ông chủ rằng lừa muốn phản bội ông, nó muốn đổi một người chủ khác. Tội phản bội này không thể tha thứ. Thế ông định xử lý nó như thế nào? "Đối với kẻ phản bội, giết không tha." Người chủ vô cùng bực tức nói lớn như vậy. Vậy là chú lừa đáng thương một lòng làm việc chăm chỉ, chỉ vì một tin đồn thất thiệt đã bị đem đi giết chết, trong khi chính mình cũng không hiểu tại sao. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nó lại phản ánh hiện thực cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta buông những lời nói hồ đồ và nghĩ là mình chỉ thêm thắt một chút thôi, nhưng hóa ra câu chuyện đã hoàn toàn khác biệt. Lời nói hồ đồ là những lời đồn thổi không có căn cứ, nhưng có hại cho người và mình. Làm người nhất định phải làm chủ được những lời mình định nói. Những bàn luận thị phi không rõ ràng tốt nhất đừng tham gia tùy tiện. Lặng im là một sự lựa chọn. Nhìn thấu mà không nói tận cũng là một loại trí tuệ cần tu dưỡng. Thứ ba, cẩn trọng với lời than trách. Tăng Quốc Phiên được biết tới là một trong số những trọng thần nổi bật vào giai đoạn cuối của Vương Triều Mãn Thanh và cũng là nhà tư tưởng ái quốc nổi tiếng của Trung Hoa cận đại. Sinh thời, con đường thăng tiến của vị quan họ Tăng có thể nói là rất thành công, nhưng những em trai của ông lại không được suôn sẻ như vậy. Người em thứ tư và thứ sáu của ông đều là giám sinh tự bỏ tiền túi mua. Người em thứ chín và người em út mặc dù thi đậu tú tài nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bốn người em này luôn ngao ngán trước con đường sự nghiệp công danh của mình, do vậy mà luôn buông lời than phiền oán trách. Người em trai thứ sáu, Tăng Quốc Hoa, rất có năng khiếu viết lách. Tăng Quốc Phiên vì vậy luôn kỳ vọng người em này có thể thông qua con đường thi cử mà gặt lấy công danh, là một phen gây dựng sự nghiệp. Với tài văn chương thiên phú, Tăng Quốc Hoa cũng cảm thấy rất tự tin, nhưng nhiều lần thất bại ở khoa trường đã trở thành những cú đả kích lớn đối với ông. Chán nản trước những trắc trở trên con đường khoa cử đã khiến người em này từ một chàng trai trẻ nhiệt huyết, ôm giữ chí hướng cao xa, trở nên sa sút tuột dốc, suốt ngày chỉ than phiền, oán trách. Nhưng thay vì đi tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình, Tăng Quốc Hoa lại phàn nàn về những người khác. Ông cho rằng giám khảo thật không có tầm nhìn, không có đủ năng lực đọc hiểu văn chương của mình. Ông thậm chí còn đổ lỗi cho vợ,
rằng đã không chăm sóc chồng chu đáo, khiến ông không thể tập trung toàn lực cho việc học hành. Sau khi Tăng Quốc Viên biết được điều này, ông đã thảo một bức thư gửi Tăng Quốc Hoa nghiêm khắc chỉ giáo: đệ không thể vượt qua kỳ thi, tất cả là do đệ không nỗ lực cố gắng, không cam chịu, còn trách được ai? Đệ lấy tư cách gì để oán thán? Theo quan điểm của Tăng Quốc Viên, phàn nàn oán trách quá nhiều chính là biểu hiện của tương lai không có tiền đồ. Những người hễ thất bại liền than phiền không ngừng nghỉ, người đó chắc chắn sẽ không thể đạt đến thành công. Rất nhiều người trong chúng ta, khi gặp thử thách hay bị xô đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, họ thường buông lời oán trách than vãn. Họ trách hoàn cảnh, trách số phận, trách cuộc đời. Song kỳ thực, oán trách là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Người càng không có năng lực thì càng hay oán trách. Người càng hay oán trách thì càng nghèo. Người càng nghèo thì càng hay than vãn. Càng than vãn thì càng thích bào chữa. Càng tìm nhiều lý do thì càng trốn tránh trách nhiệm. Càng trốn tránh trách nhiệm thì lại càng vô dụng. Thêm nữa, điều khủng khiếp nhất của sự oán trách là nó có thể làm mờ mắt chúng ta, khiến chúng ta không thể thấy được khuyết điểm của chính mình. Oán trách là một loại thói quen xấu. Nó khiến chúng ta đổ hết những sai lầm cho người khác và quy hết mọi nguyên nhân vào bản thân sự tình. Thay vì thốt ra những lời buồn bã tiêu cực, thể hiện sự vô vọng với cuộc sống, thất vọng với cuộc đời, làm ảnh hưởng tâm tình, nhiễu loạn tâm trí, sao chúng ta không mở rộng lòng ra, nhìn xa một chút, cố gắng nhiều hơn để ngày mai có sự thay đổi kỳ diệu? Thứ tư, cẩn trọng với lời sĩ diện. Có một câu chuyện cười như sau. Ngày xưa, có một hộ gia đình vô cùng nghèo, nhưng họ không muốn người khác biết mình nghèo. Vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, đã tẩy não chúng, nói rằng gia đình mình rất giàu có, nhưng điều kiện cuộc sống lại sờ sờ ra đấy. Đứa nhỏ cũng không biết phải mở miệng ra sao. Nhưng người cha lại luôn dặn con rằng, bất kể là khi nào, cũng phải nói rơm rạ như là chăn lụa, nước nhạt như là trà thơm. Cứ như vậy, đứa trẻ nói y lời cha dạy không sai tí nào. Cho nên người khác cũng luôn cho rằng gia đình họ rất giàu có. Một hôm có khách tới chơi, người cha bảo con trai bưng trà thơm lên mời khách. Kết quả con trai bưng lên một chén nước trắng. Người cha vội vàng giải thích, con trẻ chưa hiểu chuyện. Người khách cũng cho rằng cậu bé nghịch ngợm. Kết quả cậu con trai bưng trà thơm lên xong, nhưng không rời đi ngay, mà còn tỏ ý muốn đứng lại gần nói nhỏ vào tai người cha điều gì đó. Người cha lúc này giận dữ nói, có chuyện gì thì cứ nói ra, nhà có khách mà sao con không hiểu phép tắc gì thế? Không ngờ, đứa con lớn tiếng nói, cha, trên râu của cha có chăn lụa kìa. Người cha đưa tay sờ lên râu thì thấy một cọng rơm ở trên râu của mình. Người khách rất nhanh hiểu ra được vấn đề và ra về một cách gượng gạo. Kể từ đó về sau, anh ta không còn tin tưởng người bạn của mình nữa. Nói lời sĩ diện là một người cố muốn làm người khác tôn trọng mình bằng những điều mình không có. Từ tâm lý sĩ diện hão mà người ta tự nâng mình lên quá tầm của mình và thích thú khi nhận được những lời khen tặng có cánh, hoặc là sướng rơn khi người ta nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay là ghen tị. Nhưng thực chất, nói những lời sĩ diện chỉ khiến bạn trở nên đáng thương trong mắt người khác và không nhận được sự tôn trọng từ người khác mà thôi. Hơn nữa, vì sĩ diện mà bạn nói dối quanh co thì cũng không phải là điều tốt đẹp. Thứ năm, cẩn trọng với lời nói ngông cuồng. Có câu, trời cuồng ắt có mưa, người ngông ắt gặp họa. Người hay nói những lời ngông cuồng trước giờ chưa bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Kẻ trí là người tránh xa hai chữ kiêu căng. Những người luôn giữ hòa khí với người khác thường là những người được người khác tôn trọng. Còn người ngông cuồng, dù vinh quang được chốc lát, nhưng sau lưng lại có khối người ghét bỏ. Người ăn nói ngông cuồng, luôn cho mình là đúng,
không kiêng nể bất kỳ ai, làm việc hoanh hoang, làm người lỗ mãng. Con người ai cũng có chút tự luyến. Sự tự luyến này vừa có thể là cái gốc của sự tự tin, nhưng cũng hoàn toàn có thể là căn nguyên của sự tự phụ. Một khi đã mở mồm ra nói những lời ngông cuồng, trong mắt người khác, bạn lập tức sẽ thành kẻ tự phụ. Có câu, núi cao có núi cao hơn, người tài còn có người giỏi hơn. Bất cứ khi nào, hãy luôn giữ cho mình sự khiêm tốn, thâm trầm, cuộc đời sẽ vững vàng, yên ổn. Ngược lại, nói lời ngông cuồng, tự cao tự đại, bạn sẽ chỉ tự đẩy mình vào thế bí mà thôi. Thứ sáu, cẩn trọng với lời nói độc địa. Tại thị trấn nọ, có một chàng trai trưởng thành tuổi đã hơn 30, có thể nói là điển trai. Nhưng đến nay vẫn chưa làm nên việc gì cả. Cần công việc thì lại không có công việc, muốn sự nghiệp thì sự nghiệp lại bất thành. Anh ta đã mở một điểm buôn bán nhỏ, nhưng cũng không có tư tưởng tiến thủ, không có chí lớn, chỉ biết ăn ăn uống uống. Người ta buôn bán có đồng lời, còn anh ta thì phải bù lỗ. Đến phiên anh ta tiếp quản buôn bán, ngay cả vốn cũng chưa có đồng lời nào. Gia cảnh mỗi ngày càng sa sút. Đã thế, đến lúc lại còn phải mượn giấy tờ đất của họ hàng để thế chấp vay tiền lãi cao mới có thể tiếp tục mà kinh doanh. Người mẹ đã 60 tuổi cũng không có cách nào khác quay lại giúp anh ta xoay sở trong công việc buôn bán. Những người bạn xung quanh anh đều coi anh ta không ra gì, luôn luôn né tránh. Dáng vẻ bề ngoài của anh ta cũng không thua kém ai, nhưng tại sao lại không có một chút phấn đấu? Sau khi quan sát tỉ mỉ, người ta phát hiện ra rằng anh chàng này khẩu đức rất kém. Có lẽ nguyên cớ là do bản thân đã sớm tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu trong xã hội rồi. Những người như vậy, phúc báo sớm từ cái miệng mà chạy đi hết. Cái miệng ti tiện bao nhiêu thì cái mệnh bần tiện bấy nhiêu. Người xưa nói rằng tướng do tâm sinh, lời nói từ miệng cũng từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh. Trên đời này, một câu nói ấm áp có thể sưởi ấm suốt ba đông, một lời rủa độc địa khiến lòng người lạnh lẽo ngay giữa những ngày hè. Cho nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng xin nhớ là cẩn trọng ngôn từ. Vì lời một khi đã thốt ra, không có cách gì thu lại được. Giữ mồm giữ miệng thì không phạm lỗi, cẩn thận ăn nói thì không gieo họa. Với người là thiện ý, với mình chính là phúc khí, may mắn, cần hết sức giữ gìn. Quý vị và các bạn thân mến, ở trên đời càng gặp gỡ tiếp xúc nhiều người và càng trải qua nhiều chuyện thì chúng ta lại càng thấm thía hơn câu nói nhân sinh vô thường, thế sự khó lường. Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất, giống như lửa thử vàng, gian nan hoạn nạn mới thấu được chân tình, ở lâu mới hiểu thấu được lòng người. Muốn biết người tốt hay xấu, hãy nhìn vào những hành động cử chỉ hàng ngày của họ. Muốn biết người thật lòng hay là giả dối, hãy nhìn vào những lúc bạn gặp hoạn nạn khó khăn. Muốn biết nhân cách một con người, hãy nhìn vào cách họ ứng xử với tiền bạc. Càng lớn tuổi, chuyện phải gặp càng nhiều. Nhìn thấu bản chất của con người, bạn sẽ càng phát hiện ra rằng bạn bè càng ngày càng ít đi, nhưng hãy tin rằng những người còn lại bên bạn tới bây giờ nhất định là những người xứng đáng để bạn ở cạnh bên, bởi chỉ có thật lòng, đối đãi với thật lòng mới là gốc của một mối quan hệ bền vững. Phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Cơm mùi khói bếp của tác giả Hoàng Công Danh, đăng trên báo Tuổi Trẻ Online. 4 năm từ ngày lấy vợ, Tết này anh mới đưa được cả vợ và con về quê. Từ Sài Gòn về miền Trung không hẳn là quá xa, nhưng vì con còn nhỏ nên chuyện đi lại khó khăn. Mấy lần trước anh chỉ về một mình, dăm hôm lại trở vào. Lần này cả nhà mới được về quê, cho đứa con ăn Tết quê nội lần đầu. Bà mẹ ngoài 60 tuổi đon đả chạy ra tận ngõ đón. Lưng bà đã bắt đầu cong hình đòn gánh.
Tay phải bà cắp bồng đứa cháu nội, tay trái vẫn trèo móc thêm một túi sách. Đặt xong đồ đạc vào góc nhà, bà bảo: "Chắc bây đói bụng rồi, để mẹ đi nấu cơm cho ăn nhé." Cô con dâu còn mệt hơi xe đáp: "Chúng con ghé ăn trên thị xã rồi mới về đây." Nói xong cô quay sang chồng: "Bún nuốt chả trôi nữa là cơm." Bà hơi chạnh lòng: "Về tới xứ mình rồi còn ăn chi dọc đường dọc xá cho tốn tiền. Thôi ra rửa ráy để mẹ đi pha nước chanh cho bây uống. Chanh vườn nhà mình chứ không phải là chanh tàu đâu, uống vô cái là khỏe liền." Anh cười bảo mẹ khách sáo quá, con cái chứ có phải ai xa lạ đâu mà cung rước mời mọc. Bà móm mém nói: "Thì bây đi cả, nhà vắng vẻ bấy lâu, thấy có người mừng quá. 3 năm là cả ngàn ngày, chứ có ít ỏi chi." Hôm sau, bà lọ mọ dậy từ lúc trời chưa hửng sáng, nhóm lửa rơm bắc nồi cơm. Thằng cháu nội 3 tuổi chạy xuống thấy khói bếp bốc ngùn ngụt, khiếp quá, hét toáng lên: "Cháy nhà!" Anh chị đang ngủ giật mình vùng dậy. Anh bảo nhà đã có bếp ga, mẹ nấu gì thứ rơm đó nữa cho cực. Bà cười: "Tụi bây ăn cơm nồi cơm điện thành phố quen rồi, về quê mẹ nấu cơm lửa rơm cho thơm mùi đồng mùi dạ. Mà cơm nấu rơm mới có miếng cháy ăn giòn. Mấy hồi anh nhỏ, bữa ăn không có miếng cơm cháy là dãy nảy lên bướng bỉnh chẳng chịu ăn, nhớ không?" Trời rạng tưng tửng sáng, thấy khói bay lên lèn qua mái tranh, anh chợt thấy bùi ngùi. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, sáng sớm anh chạy xuống bếp nằm cuộn trong lòng mẹ ngủ nướng thêm một lúc. Thức giấc, giở nắp nồi ngửi mùi cơm, rồi lấy đũa xới hết cơm lên để lột ra miếng cháy ở đáy ăn trước. Lớn lên vào Sài Gòn lập nghiệp, cưới vợ sinh con ở đấy, xa cái bếp quê dần thành quên. Với lại, ở trong đó đâu có mấy ai ăn sáng ở nhà, cái bụng cũng lười và yếu đi, sáng phải bún hoặc là cháo mới nuốt nổi. Giờ về thấy cơm thèm thì thèm thật đấy, nhưng mà ăn chi vô. Cô con dâu bảo: "Mẹ bày ra nấu bữa sáng làm gì cho cực, chúng con ra quán ăn miếng là rồi việc." Bây nói chi lạ rứa, ăn uống phải đàng hoàng chứ, bữa sáng là quan trọng lắm, không ai thương bằng cơm thương đâu con. Ăn cơm chắc bụng no lâu, mấy cái thứ bún cháo nước ỏng ẻo chỉ nhoáng cái là đói lại liền à." Bà vừa san cơm ra chén vừa nói như vậy. 3 chén cơm trắng, đĩa cá đồng kho nghệ. Anh háy mắt qua vợ ý bảo ăn đi, ăn lấy lòng mẹ một miếng. Chị lại háy mắt qua anh lắc đầu: "Có mà sức thánh gióng mới nuốt trôi." Thằng cu con nhìn chằm chằm chén cơm, cuối cùng chỉ có anh chịu chạo làm được 3 miếng, như là ăn tượng trưng cho mỗi người 1 miếng. Tranh thủ lúc mẹ đi ra giếng, anh lùa cả 3 chén cơm trắng vào lại nồi. Sáng hôm sau, bà lại dậy sớm, lại nhóm bếp rơm nấu cơm. Xong bữa, nồi cơm không vơi được là mấy, vẫn đầy như lòng mẹ. Anh gắng ăn được nửa chén, chén lòng san đôi cho mẹ, cho vợ. Anh dối mẹ chở vợ con đi xem chợ Tết, đi thăm thú làng quê, thực chất là để ghé quán cho vợ con ăn bún ăn cháo. Anh tự nhủ sáng mai phải thức sớm ngồi nấu bếp với mẹ như xưa, tự nhủ sáng mai phải ăn chén cơm đầy với mẹ, nhai một miếng cơm cháy giòn thơm. Nhưng lâu ngày giờ về quê gặp lại bạn bè người thân, chỗ này mời chén rượu, chỗ kia mời bữa cơm. Cơm rượu quê hàn huyên câu chuyện ngày dài tới tận khuya. Hôm sau thức dậy, đã sáng chợt sáng trời, cổ họng khô khốc, không ăn nổi cơm dẻo, huống hồ là miếng cơm cháy. Chưa hết Tết, mới ngày mùng 4 anh lại phải đưa vợ con vào Sài Gòn. Bà mẹ dậy sớm làm gà nấu cơm, vẫn một mình bà cặm cụi với cái bếp. Bà xúc đầy cơm vào chiếc cà mèn, gà luộc cho vào hộp đựng. Bây đem lên xe mà ăn,
cơm dọc đường dọc xá không ngon đâu. Con cháu lên taxi rồi, bà còn dặn theo. Vào trong nhớ ăn uống đàng hoàng nghe bây, đừng bỏ bữa sáng, không ai thương bằng cơm thương đâu. Vào tới Sài Gòn, cả mẻn cơm vẫn còn một nửa, vợ định đem đi đổ. Anh Can bảo, để đấy, phơi khô cất giữ làm kỷ niệm. Qua tháng 3, nghe tin mẹ bị bệnh, anh tức tốc về nhà. Nằm trên giường gặp con, câu đầu tiên bà hỏi, con ăn chi chưa? Mẹ không bắt cơm được, thôi ra đầu chợ ăn tạm nhá. Bữa nào khỏe mẹ nấu cơm cho ăn, tội nghiệp. Nhưng mẹ không khỏe nữa rồi, yếu dần, được thêm 2 bữa thì nhắm mắt. Đưa mẹ ra đồng xong, về nhà nhìn chén cơm trắng đặt trên ban thờ, anh thấy nhói lòng, ân hận. Thế là hết cơ hội được ăn với mẹ một chén cơm sáng thật đầy, để nghe mẹ nói câu không ai thương bằng cơm thương. Tiếc nuối, thèm miếng cơm cháy mẹ nấu quá, giòn và thơm, mùi hương đồng, mùi nước quê, cả mùi khói bếp nữa. Chỉ có mẹ mới nấu được miếng cơm cháy ngon như thế. Hôm lên đường vào Sài Gòn, anh dậy sớm nấu chén cơm đặt lên bàn thờ mẹ. Anh tự mình vo gạo, tự mình nhóm bếp rơm, loay hoay một hồi, bếp nhà đầy khói và khói. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.